Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa bắt được đối tượng truy nã Bùi Văn Phi, 53 tuổi, ngụ huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, sau gần 30 năm lẩn trốn. Vào năm 1995, Phi bị Công an tỉnh Đắk Lắk, nay là Công an tỉnh Đắk Nông, truy nã về tội giết người. Theo hồ sơ, trong quá trình sinh sống tại huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk, nay là thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Phi có mâu thuẫn với ông TVT tên viết tắt. Tối ngày 17 tháng 4 năm 1995, Phi dùng dao tấn công khiến ông T tử vong. Sau đó đối tượng bỏ trốn và bị công an phát lệnh truy nã. Phi đã sử dụng nhiều tên và họ khác nhau để lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngày 13 tháng 11 năm 2023, Công an tỉnh Đắk Nông đã xác lập chuyên án tập trung lực lượng truy bắt Phi. Đến ngày 21 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Phi khi người này đang lẩn trốn tại tỉnh Nam Định.